có hẹn thật thanh xuân. Đây là những trẻ em rất thông minh, tự tin và có phản xạ siêu nhanh. Những trẻ em ở đây sẽ là 7 chiếc em vật để ngăn cản bất kỳ người lớn nào đến với giải thưởng hàng chục triệu đồng và 5 vòng đua trong trò chơi Trẻ Em Luôn Đúng. Chương trình hôm nay là 7 trẻ em: Mạnh Đức, Nhật Minh, Linh Nhi, Duy Anh, Văn Thuyền, Nhất Anh và Phương Anh. Xin chào mừng người dẫn chương trình Nguyễn Sĩ Anh Vũ. Xin chào tất cả quý vị và các bạn, chúng ta đã cùng nhau đến với chương trình Trẻ Em Luôn Đúng trên kênh VTV6 Đài Truyền Hình Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, chỉ ít phút nữa thôi thì chúng ta sẽ cùng nhau được chứng kiến một trận so tài rất gay cấn giữa hai đội chơi vô cùng đặc biệt, rất chênh lệch về mặt tuổi tác. Đầu tiên là đội chơi người lớn với 4 thành viên, và đối thủ của họ là những thành viên của đội Trẻ Em. Và bây giờ như thường lệ, chúng ta sẽ cùng nhau giao lưu với đội người lớn. Enjoy a winter wonderland of fun as your favorite cat and mouse chase goes into the land of toys and beyond with new and old friends along the way. Don't miss this magical holiday treat that will have everyone dancing with sugar plums in their head. Tom and Jerry, a Nutcracker Tale. Look for the all-new feature-length animated movie. Đờm, ho, khó thở là triệu chứng ở người mắc bệnh như hen suyễn, viêm phế quản mạn, phổi tắc nghẽn mãn tính, mạo khí khang, giúp giảm đợt cấp biến chứng của hen suyễn, viêm phế quản mạn, phổi tắc nghẽn mãn tính COPD. Nghiên cứu lâm sàng kết luận bạo khí khang giúp 96,7% người dùng giảm đờm, ho, khó thở. Con bị cảm rồi. Tifi Syrup làm giảm các triệu chứng cả nghẹt mũi và sốt. Tifi Syrup chứa paracetamol, chlorpheniramine, phenylephrine, không dùng cho người mẫn cảm, tăng huyết áp, bệnh can tụy, trẻ dưới 3 tuổi, phụ nữ có thai và cho con bú. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Tifi Syrup. Ích Sát Vương hỗ trợ giảm nguy cơ, cứu khổ lành tính người ơi. Ích Sát Vương thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ giảm các triệu chứng của biểu tuyến giáp người ơi. Cục máu đông là thủ phạm hàng đầu gây đột quỵ. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Natto Spice hỗ trợ làm tan cục máu đông, hỗ trợ giảm nguy cơ tai biến mạch máu não do tắc mạch, hỗ trợ hồi phục các di chứng liệt, méo miệng, nói ngọng sau tai biến. Natto Spice hỗ trợ giảm nỗi lo tai biến mạch máu não do tắc mạch. Nga Phụ Khang đã được nghiên cứu lâm sàng. Tôi từng lo lắng khi bị u xơ tử cung, u nang, xơ buồng trứng. Tôi rất hay bị đau bụng. Nhưng sau khi dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nga Phụ Khang, một tôi thấy bụng êm ru, tôi mừng lắm. Nga Phụ Khang giúp giảm nguy cơ u xơ tử cung, u nang buồng trứng. Kim Thính người ơi, thực phẩm bảo vệ sức khỏe hỗ trợ giảm chứng ù tai, giúp tăng cường thính lực. Kim Thính người ơi, hỗ trợ giảm chứng ù tai, giảm chứng ù tai. Tiêu Khiết Thanh, thực phẩm bảo vệ sức khỏe giúp giảm các triệu chứng viêm thanh quản, mất tiếng, khàn tiếng. Để giọng nói trong sáng hơn, nhờ có Tiêu Khiết Thanh, nhờ có Tiêu Khiết Thanh. Bị trĩ làm gì cũng khó, có Tốt Trĩ, nguồn gốc thảo dược giảm đau giáp, làm bền vững thành mạch, chống chảy máu, co bối trĩ. Không dùng Tốt Trĩ cho phụ nữ có thai, người cao huyết áp. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Tốt Trĩ cho người bệnh trĩ, sản phẩm của Chafaco. Niềm vui là Việt Nam, tiện lợi là Việt Nam, hiện đại là Việt Nam, trách nhiệm là Việt Nam. Việt Nam, cơ hội để tốt hơn. Ngày mới bắt đầu sau một giấc ngủ ngon,
một tinh thần thư thái. Một gói tinh chất San Venus, thói quen khỏe đẹp mỗi ngày. Tinh chất San Venus với thành phần yến xào thiên nhiên và những vitamin cần thiết cho cơ thể. Nhiều lựa chọn cho mọi thành viên trong gia đình. Ông bà cũng thích, mà trẻ nhỏ cũng mê. Tinh chất San Venus dễ sử dụng và rất tiện lợi. San Venus, thương hiệu vàng cho sức khỏe và sắc đẹp. Việt Nam Airlines, dịch vụ đẳng cấp, chân thành gửi trao. Welcome to board, Vietnam Airlines. An tâm trải nghiệm, mang đến cho khách hàng niềm vui, hạnh phúc bằng sự ân cần từ trái tim. Bây giờ là 19 giờ. Tại phiên họp toàn thể cho ý kiến vào dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi, các đại biểu Quốc hội vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau liên quan đến vấn đề người lao động rút bảo hiểm xã hội một lần. Tôi nghĩ là nên quy định theo hướng là người lao động được lựa chọn hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Đề nghị chính phủ có lộ trình áp dụng phù hợp, tránh gây sốc về chính sách đối với người lao động. Ý kiến của một số bệnh viện về việc có nên bỏ giấy chuyển tuyến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế hay không. Nhiều dự án bất động sản đã bắt đầu chào bán. Sau khi hoàn thiện các thủ tục pháp lý, thị trường đang có dấu hiệu khởi sắc. Triều Tiên tuyên bố sẽ tăng cường lực lượng vũ trang và triển khai các loại vũ khí mới dọc biên giới với Hàn Quốc. Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình Thời sự tối thứ năm ngày 23 tháng 11 của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình kỳ họp vào sáng nay, Quốc hội đã thảo luận phiên toàn thể về dự án luật bảo hiểm xã hội sửa đổi.